chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Sự Nguyễn đang có mặt tại An Giang, Châu Đốc, và đây là anh Kẹo, là người địa phương. Hôm nay sẽ đưa Sự Nguyễn, anh Hoái Nhi, bạn Ken Úc U lấy cái anh đây ra. Trời ơi, ngại mọi người. Đây là anh Phương, Trần Hữu Phương, và đây là bạn Tâm Cô Đơn, cũng là An Giang. Thì mọi người sẽ đưa Sự Nguyễn đến ngôi chùa đầu tiên để mà đốt nhang, sau đó là đi qua chợ và bắt đầu là về chùa Bà Châu Đốc. Sự Nguyễn nhờ anh đưa vào chùa đây, gọi là chùa gì ạ? Đây là chùa Bồ Đề. Chùa Bồ Đề. Thôi, bây giờ mình cùng vào nha. Đi, mời mọi người cùng vào nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi theo Sự Nguyễn vào trên trong này nha. Anh Kẹo dẫn đi. Vô đây là thánh nhang này, đây là mẹ Nam Ma. Đây. Ở đây mọi người đang vẽ cái gì vậy? Đang hả? Đang sửa lại đúng không? Đang đồ đồ lại cho đậm. Đang đồ lại chữ cho đậm lên đúng không ạ? Mấy người đó. À. Đây mình lại chỗ anh Kẹo nè, mình đốt luôn một lần ha. Sao Kẹo đốt trước đi rồi đưa mọi người cái Kẹo đốt trước đi đưa mọi người cái. Dạ. Đây là anh Kẹo đang đốt nhang, đây là cameraman em ơi, anh đốt nhang chia sẻ 30-31 nè em. Okay. 30-31-9 nè. Ở đây mọi người bán số quá nhiều. Ở đây là một cái không gian của ngôi chùa. Hiện giờ cái chị này chỉ đang đồ đậm lại phải không anh? Quá như nó bị mờ đúng không? Mờ. Đây mình vào đây xá xá được rồi, vào đây xá xá cái được rồi. Nhưng mà là chung đâu xíu đây qua xa xa nha. Chung đứng đây nè, đứng đây nó chút bay qua đây cái bay cái cho nó bay mình luôn ấy. Đây sáng cái chạy vô kia. Sáng cái nữa. Cho Calamen quay. Cho Calamen quay tụi mình ở bên đây. À. Sáng này ngay ở bên đây. Như trong. Đi bây giờ mình đi quay chợ ha. Vô đây cái này ra kìa. Vô đây cái này. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đi vô nữa anh kìa. Đây kìa. Trong đây cái nữa rồi đi ra chợ. Nam mô Di Đà, Mô Rị Gia Bà Lô Kiết Tế, Tất Phật Gia Ta Bà. Rồi đi anh Kẹo. Thì mình đi ra chợ. Chợ gì anh? Chợ Châu Đốc. Châu Đốc đi lên đây kia đó. Là mình giờ mình đốt nhang xong rồi mọi người cùng đi ra chợ tham quan chợ. Anh có thể giới thiệu sơ về chợ đó được không? Chợ đây cũng là một trong những chợ nổi tiếng của Châu Đốc. Bán Châu Đốc hả? Bán mắm, chuyên về mắm gì ạ? Thì nó nhiều loại mắm rồi. Bớt ôm lại nghe Kẹo nha. Thôi nè. Hồi nãy anh Kẹo có chia sẻ cái chùa này là một trong những ngôi chùa cũng linh thiêng của Châu Đốc. Gọi là chùa gì anh? Chùa Bồ Đề. Chùa Bồ Đề. Thì ai có dịp đến Châu Đốc An Giang. Dạ. Thì mình cứ ghé xong rồi gần đây thì cũng có một cái ngôi chợ. Bây giờ mình sẽ đi qua chợ nha. Để chia sẻ đặc sản mắm. Mắm Châu Đốc nữa. Mắm Châu Đốc cho mọi người nha. Đây là địa chỉ 09 Phan Văn Vàng, phường A, thành phố Châu Đốc. Mắm 3 561 hiệu mắm Bà Giáo Thảo đó mọi người thấy không,
một cái hiệu mắm cũng rất là lớn, rất là wow, cá này trưng bày ra ngoài luôn, khô mắm. Mình đi vào chợ mình mua thêm bông và mình chia sẻ chợ Châu Đốc cho mọi người nha. Đi vô chỗ này à? Xa lắm không? Rộng lắm không? Mình vòng vòng đi đó, mình đi quên xách trái cây trên xe. Trái cây để anh xem mà. Bây giờ mình chỉ đi vào đó mình chia sẻ mắm cho mọi người, với lại là đi mua thêm bông nữa là sẽ đi lên tụi bà. Cái này cũng như chợ phường chợ Châu Đốc mình đó. Dạ. Là những bán người bán mắm đây nè. Đây nè, đặc sản mắm Châu Đốc nè. Đây là khu cũng này. Là bà giá khỏe gia đình đó bán. Mình có mua không? Vô mình mua về làm quà không? Tại mấy ai muốn mua thì mua thôi. Mua chỗ nào? Tại bà cũng được hết đó. Dạ. Em đi dạo tới em quay lại nha, giờ nhiều quá không biết mua sao luôn. Yeah. Quá chừng mắm cá rồi luôn mọi người. Bự quá trời, cá ngon quá, cá nhìn ngon quá trời luôn. Em đi dạo tới ạ, à. Đây là cái chợ chuyên về mắm. Em đi dạo, dạ em đi chùa nữa. Cái gì? Dạ em cảm ơn ạ. Quá là nhiệt tình quá vậy thôi. Nguyên khu chợ mắm này. Dạ em không, em đi dạo. Quá nhiều chợ mắm luôn. Nhiều lắm. À, bây giờ mình có mua không ạ? Me đường mua dây, thảo nữa đây. Tí nữa mình về. Có ăn me đường mua gì chị? Dạ. Thôi coi đi. Dạ, em đi dạo vòng rồi em quay lại. Đi dạo vòng rồi em quay lại. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn anh Linh. Ở đây. Dạ, dạ em đi dạo tí nha, tí nữa em ghé. Ở đây mọi người quá thân thiện luôn. À, đúng là chợ mắm luôn, quá chợ mắm. Được rồi, em cảm ơn cái tí nữa em ghé. Giờ mình không biết mua cái gì luôn, quá nhiều món để mua luôn á. À, bây giờ mình mua mắm trước rồi mình mua bông hay sao ta? Thì giờ hứt cả vứt bông nằm lâu luôn. Tại lâu lắm không về đây á. Mình xách đi lên một bông á chị. Em chào. Cảm ơn chị nha. Dạ đi rồi, đi dạo tới à. Dạ em đi dạo tới. Ở đây là cái vé sẵn luôn, không có cần phải chạy vé. Em bớt mỗi thứ 10.000 cái. Dạ. Mọi người đã tới cái chỗ mua bông trước rồi tính sau ha. Bây giờ mình mua bông mà mua loại như nào anh? Bông mình mua thêm gì nữa không anh? Bông trắng và đỏ thôi. Mua bông lay ơn đi hả? Láng bình lay ơn á. Lấy em một bình lay ơn đi anh. Dạ. Mình có mua bánh luôn không ta? Quà gì chị? Dạ. Anh lấy em bình đẹp đẹp anh à. Có đầy đủ chưa á? Đầu sao muốn đậu nha. Nè em mua trái cây ở ngoài đường rồi. Bây giờ mua gì nữa ta? Trái cây em mua ngoài kia rồi, giờ mua gì nữa anh? Lại gì anh? Cái này bộ lại cái áo bà nè, cái này nó 150 nè. Mình lấy luôn anh ha, mình mua lên mình lấy. Còn cái thằng này nó 160, nó vừa nhang đèn trầu cao muối. Anh lấy đủ cho em luôn đi. Lấy bộ nào? Lấy đủ thôi. Cái này là anh thêm 100 nữa là 260 là đủ rồi cho anh để. Dạ. Chậu cao muối chậu nhang đèn mà chỉ bình dân cúng thôi là đủ hết. Dạ. Anh đang lấy đồ kìa. Là gồm cái gì anh đọc giùm em, anh đọc giùm em tí được không ạ? Anh là gồm cái những gì ạ? À, nó muối gạo nè, nhang muối nè.
muối, gạo, nhang, đèn, đèn, dầu ăn, nước suối, yeah, dĩa chầu cao lọc, rồi là đủ phần lãi của chị, dĩa rồi chị, cái cây nữa rồi chị, bông nữa là vô dưng bà rồi, không thiếu gì hết. Dạ rồi. Mình ta mài về khỏi mua. Dạ. Rồi nó mài nó ra vậy, mài đủ thứ chuyện cho bác. Mình mang mua vậy đây đủ rồi. Đây là chầu. Đây là chầu. Cao. Cao, chầu. Có nhang, đèn, dầu ăn, nước suối, dầu ăn xung sẻ nha, nước suối. Dạ. Khỏe, rồi, đủ rồi. Bà đủ. À. Để anh tính tiền luôn, để gom lại tính tiền luôn một lần. Ủa chị 268. Ủa cái này lấy chi vậy? À bên kia. Dạ. 268, 340. Của em hết nhiêu? 340 tổng luôn, quệ lúc bông. Tổng của em là 340. Dạ. Ký 2 chị gái ơi. Đây nè. Còn đây là cái chỗ quá. Bán 340. 96 ngàn chị. Dạ, đưa tiền lẻ luôn, hỏi thôi. Chị 340. Của em 340. Dạ. Dạ rồi. Cho em cái bịch em bỏ vào. Mình đi xong rồi á mọi người. Ok. Xong chưa? Rồi, em cảm ơn anh chị nha. Thì khi mà mình vào chợ này nè, mình muốn mua đồ đến thì mình liên hệ số điện thoại anh chị này nè để biết cái đường mua. Đây là chỗ chị Bé Tư ha. Ừ, Bé Tư. Dạ, ở số điện thoại 0942 231 796. Để mọi người mà không biết đường thì đến này thì mua rồi, bắt đầu là các anh chị hướng dẫn cho. Bây giờ mình đi, mình mua mắm luôn mọi người. Ôi, có con cá đây là con cá gì? Không có đơn, cá đây cá gì đây? Khô sạc mỗi. Khô sạc ha. À, đây là địa chỉ của cô giáo Thảo hả? Đây, năm số 1, cô giáo Thảo. Đây nè, cái hiệu mắm cô giáo Thảo, năm số 1, bảo Úc Sự, tên của Sự Nguyễn luôn á. Chợ Châu Đốc nè, mọi người quay thương hiệu vô rồi. Em mua ít mắm về làm quà. Mua đi, mắm Thạc Linh em bán 6. Đây là, chị là chủ hả? Dạ. Chị tên gì hả chị? Em à? Dạ. Em là tên Phượng mà để hiệu mắm là tên Bảo Loan. Dạ. Hiệu mắm cô Bảo Loan. Úc Sự à. Bây giờ chị có thể chia sẻ giùm em tất cả các loại mắm trong này được không? Rồi em thấy đó, cái gì được em mua à? Để vậy đó, thí dụ như mua nhiều thì mắm Thái thì không có bớt được. Còn mấy này mua đi thì bớt cho ký 5 ngàn. Hồi nãy chị, giá tỷ. Hồi nãy chị kia cho nó bớt 1 ký 10 ngàn. 10 ngàn không có lời, tại vì ở đây bán tuốt trong này à em. Dạ. Rồi. Bây giờ là mình mua cái gì mọi người tại Sạc Linh không có bớt được nha, tại vì bán sát giá 65 mà để giá có 60 à. Mắm sạc. Cá mắm chèn lên 300. Rồi mắm chốt đủ hả? Chốt đủ rồi, mì lê đồ này nọ có đủ thứ chứ. À, cái chốt với đồ đủ. Bây giờ mình mua mắm gì thì mọi người chọn đi. Dạ, muốn lấy mắm Thái ngon kìa chị. Dạ. Dạ. Lấy mình đổ ký bạc khía này. Lấy vô hộp tao. Mình lấy trước nửa ký bạc khía. Vô hộp 55. Lấy vô hộp đi, đi xa được. Đây đây lại đây. Này có hộp nè. Rồi rồi cuột lại cho chú đi con. Đây. Đây là cái mắm. Biết rồi, đây là cái mắm này. Đây. Cuột lại ngon dữ lắm. Mắm ba khía. Rồi mình bỏ vào hũ. Là một hũ đây là 55 ngàn đúng không em? 55. Được cái 55 ngàn. Rồi mình lấy gì nữa anh? Đủ không? Rồi. Rồi. Mình nấu chỗ nấu rồi. Giờ mình sống luôn. Sống luôn. Sống rồi anh em. Cá chèn, cá chốt ăn sống đó anh. Rồi, múc đi em. Có sẵn rồi, lấy đi, yên tâm đi, cưng nhớ cái hiệu chi đi. Đủ luôn, mắm Thái. Đủ đủ mắm Thái đặc biệt nửa ký cho chú. Đây nè, đây nè. Cứ ăn liền luôn. Lấy cái chèn nào vậy? 325. 300. Lấy cái chèn ngon cho dì ăn đi. Nửa ký đi. Cá đó ăn giòn ngon dữ lắm. Béo lắm. Nó gọi là mắm chèn. Ăn với bún rau đồ ngon lắm cưng. Quá chừng mắm luôn. Mắm chưa đủ luôn không? Đâu, thấy ta là rồi rồi. Đây là mắm nào nè. Đây này, đây là bây giờ lấy một cái này rồi kêu rồi. Lấy nữa cái mắm cá chèn này. Quay rồi bên cái tô mắm luôn cho cô chú chị các bạn xem. Ngọc mở học tủ dưới lấy tiền thêm. Cái này đâu có đủ. Trong đó đó. Sớm giờ bán chưa được. Rồi. Wow, hiểu. Cá mắm cá chèn. Ủa, sẽ
đi sao bây giờ mua trước ha. Rồi, rồi mua gì không đu đủ hả? Đu đủ với đu đủ là nè 101 104 206 104 có lấy 150 rồi lấy mắm ngon rồi bé ơi. Lấy mắm thái đặc biệt dưới nửa ký cái chốt này nhiều thôi phải không? Lấy cái vỏ đựng vô cho chú. Rồi rồi nè lự lự ra kiểm mắm đi nè cái này cái chèn nè cái chèn xuất khẩu nè này là ba khía chèn nè này là nửa ký mắm cá chèn đây nửa ký mắm thái nè nửa ký mắm thái này mắm cá chốt trộn đu đủ này là nửa ký mắm cá chốt trộn đu đủ rồi bốn loại 90 với 7 là 90 với 150 là nó me ngon lắm bao nhiêu tiền một hũ vậy chị hũ 50 à mì cây đúng không ạ ừ rồi. Ngon lắm em hũ này đi rồi 50 với bà khía 50 nữa đi là 100 100 cái này 101 nữa là 201 201 với này 150 nữa 306 cái này tôm á là cái hũ này thì 80 ngàn hũ này đi cái đó là cái gì tôm con tôm dạ bỏ vô luôn rồi em có con cái nhà nó ăn cái nó khác thịt kho nội lắm thịt kho ăn chơi đợt lúc là ngon lắm rồi đường rầu luôn chị bán đường ngon mà đường này là nguyên chất nè em mà có cần mình ship rồi có đường thốt nốt nữa đường thốt nốt ngon nè lấy cái đó đi 360 với 80 là nhiêu 440 con gửi tổng tiền của con hết là bao nhiêu ạ 440 rồi 500 có lại con 60 đó bây giờ mọi người cũng chia sẻ mắm rồi bây giờ sẽ đi về chùa để mà cúng và xin mọi điều tốt đẹp bây giờ là Sùng Nguyễn với mọi người sẽ đi về chùa nha đã đến chùa Bà Chúa Xứ thì bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Sùng Nguyễn và các anh chị em vào bên trong nha. Đây là chùa Bà Chúa Xứ, cameraman quay rõ không? Cameraman. Rồi, thôi đây mình đi vào ha. Rồi là lần đầu tiên em được đi luôn á. Rồi, linh thiêng lắm nghe. Linh thiêng lắm, đừng nói bậy. Dạ. Lần đầu tiên em được đi mà. Dân ở gần lên đây là ở cũng... Nói chung là ngày nào cũng đông hết hả anh? Lễ là lễ 23 tháng 4 á 23 tháng 4 là ngày gì á? Tâm bà à. Ngày tâm bà là ngày đó là người ta đi đông có thể nói là ngày đó người ta tới trước rồi là chen đi chen chút dạ yeah. À, hôm nay là em mình xin được nhiều điều hay một điều anh? Em xin thôi xin một điều đây bây giờ là mình đến nơi phía bên nào anh ở đây mọi người dẫn thẳng ra đó thẳng luôn đi đâu à đi đây chỗ nào trong đây nè sắp xếp cái gì à đây rồi trước bên trong xem ra mẹ tới nào anh mình để lễ đó mà để bên đây là cái bàn mình đi mình dâng nha
Thì ở đây là mọi người không có được quay phía bên trong, cho nên là chia sẻ phía bên ngoài chỗ mà cô chú anh chị và các bạn trả lễ ở đây nè. Bây giờ mình đây là cái mâm mà trả lễ đúng không quá nhỉ? Đây là nhà mọi người mà xin lòng. Như thế nào đó, ví dụ mời ăn thành công người ta là quay lên trả lễ. Dạ. Bây giờ mình chia sẻ cái đoạn ngoài thôi chứ đoạn trong mình không được chia sẻ. Rồi. Đây là những cái khoảnh khắc mà Sư Nguyễn đã đến miếu Bà Chúa Xứ để mà chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài cái món gì ăn để kết thúc cái hành trình đi ra miếu Bà Chúa Xứ nha mọi người. Đây cameraman, đi mọi người. Bây giờ mình đi ăn món gì kìa. Giờ mình đi tìm món gì ăn hả? Bây giờ cũng ra tối nơi thì chia sẻ món ăn rồi. Có món gì thì Sự Nguyễn với mọi người sẽ chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến anh Kẹo sẽ đưa mọi người đến một cái quán ăn. Đến rồi sẽ biết cho bây giờ chưa biết một món gì để chia sẻ cho mọi người nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi về. Đây là cái đoạn mà không gian mà để mà từ miếu Bà mà mình đi xuống cổng và mình đi ra ngoài. Thì nói chung là cảm xúc làm sao mà thấy nãy giờ có cầu xin gì không? Mọi người tối nay phải cầu xin bởi vì đây là khó cái dịp mình được lên này á. Em thấy vậy. Chắc chắn là phải xin công việc làm ăn rồi. Dạ, nãy giờ em cầu xin quá nhiều luôn á. Xin như mình làm ăn thành công thì mình sẽ quay trở lại cho bà. Dạ, dạ anh. Thì hôm nay rất là cảm ơn anh Kẹo nè, anh Quế Nhi, anh Phương, Tâm Cô Đơn với lại là bạn Ken nè. Đã đi cùng Sự Nguyễn. Cuộc hành trình này rất là thú vị và bữa nữa về Quy Nhơn nhớ mọi người nhiều. Mọi người có nhớ Sự Nguyễn không? Không biết nha. Chắc chắn là nhớ rồi. Sao mà quên được hả? Hồi nãy em biết giờ nãy giờ mọi người có em bước vào đây em rất là thoải mái nha. Bước vào trong miếu em rất là thoải mái. Thì ai có gì? Là một cái nơi linh thiêng. Dạ. Bao giờ cũng vậy, mình vô đây bằng thứ nhất là yên tĩnh hay là tĩnh tâm. Dạ, quá đông luôn. Nói chung là mọi người không cần phải nói với nhau. Dạ. Mọi người sẽ vô đi. Dạ. Xin lộc, xin làm ăn, xin công việc. Chung là một cái khoảnh khắc quá là tuyệt vời. Lần đầu tiên được đó. Dạ. Với bà đen à. Nói chung còn nhiều là nuôn cấm rồi, nuôn hổ. Dạ. Mẹ Nam Hải là Bạc Liêu, ở đây là nuôn cấm. Đây là bên ngoài không gian của, bên ngoài không gian của miếu. Là cái khu vực mà xung quanh miếu Bà Chúa Xứ nè. Bây giờ mình sẽ làm mình mua bánh mình ăn, mình chia sẻ cô chú anh chị và các bạn là bánh ở Châu Đốc An Giang. Kẹo ơi, giới thiệu giùm em ơi Kẹo. Cho chị hay cho Kẹo giới thiệu à. Cái này là bánh này là bánh gì nè? Bánh bò cho đường thốt nốt. Dạ. Bánh này là bánh bò đường thốt nốt à? Dạ, cái này bao nhiêu cái à chị? 5.000. 5.000 một cái à. Rồi cái bánh này là bánh gì à? Bánh su sê. Bánh su sê. Dạ, bán sao à? Này bịch 40. Bịch 40. Còn cái bánh lớn, mình ăn bánh nhỏ đi ha mọi người cho đỡ ngán nè. Thôi ăn bánh lớn đi. Dạ, thôi lấy người cái bánh lớn đi. Nhiều cái. Dạ đây, người cái ăn đi. Ăn đi mọi người. 2 à, 3 nè. Có ai ăn không? Ai ăn gì lấy nè? 4 năm. Chị này con chị. Dạ con nè. Dạ con. Dạ con. Dạ con. Dạ con. Dạ con. Còn 2 cái rồi. Dạ con chồng 2 cái. Đây kẹo 1 cái. Ăn đi mọi người. Rồi. Cái này là bánh bò, lấy cho em bánh bò bao nhiêu một cái? 5.000. Rồi lấy cho em bánh bò đi. Rồi lấy cho em bao nhiêu một cái? 5.000 hả? 5.000 lấy mọi người cái. Anh ăn mua 1 cái à? Tao cho em ăn thử luôn nha. Ngoài mọi người nè, bánh bò nè. Em đây em. Bánh bò nè. Anh trai sang với giúp em gặp số bà đi anh chị. Cái xó này đó. Đây mọi người ăn đi. Chị thông cảm cho em, tụi anh đang quay phim. Bánh bò này chia ra lên. Cái vị này ăn thử ngon miệng không anh? Em ăn nó không hợp lắm á, cho em cái này nè. Thôi em nè.
sao nó chua chua. Đây mọi người, ăn có vừa miệng không? Ăn. Trong đây là gì ạ? À? Cái đó là bánh bò đường cát thôi. Chua. Rồi, đây mọi người, cái này bao nhiêu một cái vậy ạ? À? Đây là chẻ gì? Chẻ lụa chay. Dạ? Chẻ lụa chay. Chẻ lụa chay hả? Ờ. Trong đây là muối chanh rau răm. Muối chanh rau răm. Đây mọi người, mọi người nè, mọi người thì mời mọi người. Cái đây mình ăn khá. Đây ăn thử nha, trước là để 10 phút sau mọi người ăn nha. Rồi bằng gì vậy ạ? Tàu hủ. Tàu hủ à, bao nhiêu một cái? 10 ngàn. Đây mọi người, anh nói nghe mọi người, khoan. 10 ngàn cái này không là bao nhiêu? 10 ngàn. Ăn không cũng 10 ngàn, mà bỏ rau răm cũng 10 ngàn. Đây mọi người ăn miếng, để ra đây ăn. Nhà nào lấy này nè. Đây, chưa? Cái này mình gọi vô luôn. Mua lên xe ăn đây luôn rồi vô một cái. Mọi người một cái đi. Tìm dưới ba ăn chả lụa chay là hợp lý ha. Vô mọi người một cái cụng nè. Có cần bỏ không? Không ăn đâu đâu đưa bạn không? Tâm cô đơn ăn cái gì Tâm cô đơn? Không là chị xẻ ra cho miếng dưa chua coi. Đổi anh em ăn không? Nè. Dạ. Anh chung có sao không? U lè. Dạ. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Vô. Mời mọi người nha. 10 ngàn một cây rồi. Ừ, thơm ngon ha. Ngày mình bán được bao nhiêu cây ạ? Là bao nhiêu ngay hết rồi nè mọi người, cầm đi, tâm cô đơn. Anh kiểu rồi bao nhiêu hết rồi? Bơm một cây nữa, Bơm ăn chả này ha. Rồi. 6, 7. Là bao nhiêu cây? Nãy giờ tổng cộng hết nhiêu cây? 7 cây. 7 cây. 7 người. 7 cây 70. Giòn, dai, ngọt, ngon. Ăn, ăn được không? Cây nút. Kẹo ăn đi anh. Kẹo có thể hy sinh vì nghệ thuật chút không kẹo? Kẹo có thể hy sinh vì nghệ thuật chút không? Đó là con. Chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn ở đây. Em với anh chia đôi nè. Rồi, vô nè. Một hai ba. Giờ mời mọi người nha. Giờ mọi người cũng mới ăn sáng xong á. Cho nên bây giờ ngon quá. Không ăn không? Ăn rồi, ăn đi. Cứ cầm ăn đi. Thôi là 30. Được rồi. Bây giờ mình làm mình mua me với cái này nè, cái này là gì? Dạ, em không mua chị ơi. Cái trái này trái gì vậy? Mình ăn. Đây cameraman. Me Thái, cho thử lên xe. Me Thái đây là bán sao vậy? Mày. Trời, Me Thái bán sao vậy? 100 ngàn một ký à? Ngon lắm. Ăn sao? Mây đường, mây đường. Mới có mà tới mùa. Me bán nhiêu ký vậy? Me 120. Bán ngon lắm. Lần đầu tiên ăn luôn á. Mày ăn thơm ngon rồi. Ăn bổ. Đưa 9 chục đi, 4-8 thôi rồi. Chưa đâu rồi. Thôi, lấy em một chùm đi. Mê là bán nhiêu ký à? Mê 101. Dạ. Mê bán sao chị? 101. Rồi lấy bao nhiêu đó thôi chị? Con thử nhiêu tiền à? Dạ, con không mua hả? Ba vé 30. Rút ba vé. Rút ba vé đưa hả? Rồi. Lấy mì đây nhiêu, bao nhiêu đăng ký mì đây à? Đây mọi người. Mọi người đi đâu vậy? Ăn mì đi em. Đây. Mì ngon nè. Bao nhiêu đi trời? Mình chưa sẽ món ăn nữa nhưng mà món ăn sáng á.
chia sẻ hôm nay là video quá dài rồi cô chú anh chị các bạn. Ôi da. Ở đây là chị bán lâu chưa chị? Lâu rồi hả? Em gửi tiền. Mấy năm. Đây ok anh ơi. Cầm nhìn chị chút. Thôi đây mọi người đi ra xe luôn ha. Mọi người mua 5 ly nước mía, 1 ly nước cam. Ở đây bao nhiêu 1 ly nước mía anh? Nước cam 5 ly 50, 65 ngàn. Bán hồi sáng nhưng mà mới hàng. Tính tiền em còn nguyên luôn nè. Bữa nay bán không được luôn, nó càng nó nghỉ qua em rồi. Bởi vì kiếm người mới hàng lại cái danh lệ cho em bán lại. Không làm. Không đi lại đi. Đây nè. Không về. Đi ra cái bánh tết. Nghe nè, anh em của Sự Nguyễn đã đi ra ngoài xe nhưng mà thấy cái một cái khu du lịch tâm linh chúa bà chúa xứ cáp treo núi Sam này mọi người. À, ở đây cũng có cái khu du lịch tâm linh bà chúa xứ cáp treo núi Sam, quá là một cái nơi quá là phong phú và đẹp ha. Đây là khu vực bán vé, còn đây là cái cáp treo đang treo đu đưa đó. À, bây giờ anh chị em của Sự Nguyễn cùng đi lên xe và về Cần Thơ thôi mọi người ơi. Cáp treo lần đầu tiên em thấy luôn á, hồi ít đi đâu á. Lên tới đó thấy không? Lên trên đó chưa? Lên đó luôn á. Là tới nơi á. Lên trên núi đó, dạng núi. Đây bây giờ Sự Nguyễn và mọi người đang có mặt tại Cần Thơ, thì đây là anh Thanh là nằm ở địa phận Cần Thơ, anh sẽ dẫn mọi người đi ăn món bún bò Quỳnh Châu. Bún bò Huế đúng không anh? Đúng rồi. Bún bò Quỳnh Châu. Thì gần tới chưa ạ? Gần tới rồi, qua cái xe này là tới rồi. Dạ. Thì món bún bò Quỳnh Châu ở đây nổi tiếng hay sao anh? Bún bò ở đây nổi tiếng nhất Cần Thơ mình luôn á. Dạ. Đó. Để mời mọi người ăn thử cái thứ mùi vị như thế nào. Dạ cảm ơn anh. Mọi người đi chùa Bà Miếu Bà Châu Đốc cũng Miếu Bà Chúa Xứ cũng đã đói bụng rồi. À bây giờ mình đây, mời mọi người đây là ha. Quán bún bò Huế Quỳnh Châu kìa, cameraman quay vào địa chỉ bún bò Huế Quỳnh Châu. Đây là quán bún bò Huế Quỳnh Châu. Địa chỉ có luôn đó, số điện thoại đó nha mọi người. Ai sau này đến thì Sự Nguyễn vừa ăn chia sẻ thử nha. Rồi, đây anh. Rồi, mời mọi người vô ha. Rồi, mời mọi người nha. Mình ngồi bàn ngoài này cho sáng hả? Dạ. Em ngồi đi em chị. Dạ rồi. Dạ rồi, mình kêu luôn. Cho mấy tô đặc biệt đi. Dạ, mấy tô đặc biệt nha. À, em ăn tô bự hay tô nhỏ? Tô nhỏ. Vậy, một tô nhỏ. Đặc biệt. Đúng rồi. Đặc biệt, nhỏ. Mình có thể cho thêm cái đèn lên được không ạ chị? Cho đèn sáng lên được không ạ? Dạ dạ. Anh Thanh giới thiệu về Cần Thơ cũng như là món ăn ở đây được không ạ? Ở Cần Thơ mình á, em đã có món bún bò Bình Châu ở tại Bến Ninh Kiều này rất là ngon. Nên mời tất cả các bạn ở đây đến để thưởng thức nha. Đây là cái chén tương anh Phương anh làm quá hấp dẫn luôn ạ. Anh Tường nhìn anh Phương nhìn anh dễ mà anh làm món ăn ok. Đây đây đũa đây mọi người. Đũa này tâm của đây. Em gửi cho em không? Rồi cảm ơn nha. Rồi đây. Để ăn cá lâu rồi nè. Đủ chưa? Đây là anh Phương, đây là Sự Nguyễn. Đây, bây giờ Sự Nguyễn sẽ review trước cái chả này đi. Ha. Các chị em. Ở đây là bao nhiêu một tô ta? 70 ngàn. Bao nhiêu? 70 ngàn. 70 ngàn một tô đặc biệt hả? Đây nè. Như bây giờ như tô? 100 hả? Đây nè, tô đặc biệt là 100 nè mọi người. Còn tô lớn là 70, tô nhỏ là 60. À, có địa chỉ luôn đúng không? Rồi, bây giờ mình ăn đi ha. Cái này là dĩa rau gồm có là rau quế hả? Rau quế, bún bò Huế, ăn rau quế là ngon.
Đây là gồm có bắp chuối, giá và rau muống. Rau muống thành thành rần nè. Bây giờ Sùng Nguyễn ăn được cái này. Chả quế, em cho vô cái này. Từ từ, từ nghe, cứ từ từ. Muốn quen hả anh? Mời cả nhà dùng thử nha. Mời. Nè anh Phương quay đô tô chưa ấy nha. Cái này cái tô của anh Thanh, anh Thanh review đi. Mời cả nhà dùng thử nha. Anh Thanh dùng trước đi. Nè. Hả? Cái tô đã thấy hấp dẫn. Ôi, đây là chả. Cái tô bún bò nó có ngon, cái này ngon bằng, nó có ngon bằng Sư Nguyễn. Chia ra thử một miếng hả? À, không ăn đâu. Không ăn hả? Ở đây. Thì một cái buổi sáng mà đi về miếu Bà Chúa Xứ thì mọi người cũng rất là phấn khởi. Bây giờ về Cần Thơ thì được anh Thanh dẫn đến một cái quán ăn rất là nghe cái mùi ngon, sự thấy hấp dẫn. Sự quán này nằm ngay trung tâm thành phố Cần Thơ luôn nha mọi người. Ngay trung tâm luôn hả? Ngay trung tâm luôn. Nằm cạnh bến Ninh Kiều luôn. Ông dùng đi. Ông dùng nha. Ngon. Trẻ ngon quá. Không, quán này có tiếng ở đây đó. Đây anh Thanh ở đây dùng món bún bò hớt của Cần Thơ anh dẫn qua. Gồm cái gì trong này anh? Có giò heo. Giò heo. Bò, gân bò. Gân bò. Chả. À, cái này là cũng có chả bò bắp. Bò bắp. Có chả, đặc biệt là cái này ngon nhất. Chả bò. Chả bò nè. Này cũng để đầy đủ giống gì luôn nha. Dạ. Xin mời mọi người dùng thử nha. Dạ. Con này 100 ngàn, tô sườn là 60. Dùng đi em. Không dùng đây. Ngon. Ngon dùng, nước lèo nữa. Sao sao, thấy sao? Thấy sao mấy anh? Ăn dùng hết ra. Không, ngon. Em thì ở đây là em ăn hàng ngày mà. Cái vị nè. Ngon. Ngon không? Chấm rồi này. À, mà mọi người dùng nha, Sùng Nguyễn dùng tô nhỏ nè. Bỏ rau quế vô ăn ngon ha. Rồi. Sùng Nguyễn thử cái nước lèo ở đây nha mọi người. Cái giò to đã quá ngon. Cục giò ngon quá ha. Không, mà anh Sơn nha. Ở đây là tôi đặc biệt là... Có giò hả? Có giò. Sùng Nguyễn không biết ăn. Chị dạ, cảm ơn anh Sơn. Anh Sơn là bên em tự nhiên nha. Dạ. Cho rau, cho miếng sa tế vào. Còn cá chanh không ta? Có chanh. Cá chanh. Dạ, cho em miếng chanh. Rồi, cho miếng chanh vào nha mọi người. Quá hấp dẫn. Thơm, thơm mùi. Cái này chẳng nạn nha. Thơm ngon. Thấy, thấy mùi vị sao? Ngon. Hợp lý. Qua bên đây chia sẻ với mấy anh dùng luôn. Thử là cái hương vị rất là ngon luôn ha. Cái miếng bò này ở đây sắc dày thơm. Dạ. Bò, bò sắc dày thơm. Dạ. Mình ăn nó sẽ ngon vậy thôi. Dạ. Bò dạ đây cái chả này là anh nói cái chả này ngon đúng không ạ? Đúng rồi.